Ông làm gì đó ông Nhạc? Sao tự nhiên là sủa quảng lên vậy? Mát rồi đi chơi đi. Đứng dưới chân tôi làm gì đây? Này. Đứng đứng làm gì đây? Có nhảy lên nổi đâu mà nhảy nhảy bữa nào mà xỉu bây giờ mở quá à. Khoe với mọi người chơi. Đây. Trọng có là một cái ao đây nè, cái ao cá nè, thấy không? Đó, cá bảy màu nha. Cá bảy màu, hổm Trọng mua được mấy cặp về nuôi cho nó vui, vui mắt. Tại có cái bờ cái chậu này hồi xưa đó. Đó, Trọng tính để cho nó thiệt là xanh tốt, nhưng mà bữa nay cũng coi như là gì cũng đã thành công rồi. Đó, chia sẻ luôn để có ai có nuôi luôn, trồng rau rồi ăn chơi. Đó. Đẹp chưa? Mua trận mua rau cần á, cái lấy cái miếng mút, cái mình đục cái lỗ nhỏ vừa phải, mình sọt cộng rau cần xuống mà cắt ngay cái mắt nè, cái mình thả vô nước. Cá đẹp chưa? Đó, thả nè, nó thả 5-6 ngày mà giờ nó lên tốt chưa? Cái này mà mình áp dụng được cho những cái gia đình mà có những cái không có đất nhưng mà có cái ao nhỏ nhỏ để cá rồi đó, mình làm đây. Rau này rau húng nè. Đó, rau húng này rễ nè. Đó, bên này lên tốt nè. Mùi thơm mát ngát luôn. Thì mình cứ mua cọng rau húng về, dùng một cái miếng xốp đâm một cái lỗ nhỏ nhỏ để sọt vô, rồi cái lú với nước gan khúc. Đó, vài ngày nữa nó đẻ cho mà thấy là nó sẽ ra rau vậy nè mọi người. Đó, rễ quá trời luôn. Chưa dễ chơi mà nhìn nó gâu ghê gặm gạp mà nè, thấy chưa? Cá bơi lội mà có Trọng mua có mấy con cá nó bụng nó bự rồi, nó sẽ mau đẻ lắm. Nhìn giải trí không? Cái cuộc sống thanh nhàn đó. Quý vị nào mà có nhà có cái ao hoặc là có cái hồ cá nhỏ nhỏ, cái hồ cá mà cảnh á, mình lấy vài miếng mút mình cắt rồi mình sọt xuống như này nã lên nè. Mà rau cần, Trọng thấy rau cần dễ lên lắm nha. Nè. Đó. Chỉ cần cắt lấy cái gốc thôi, rau cần nước. Đây. Xoài bự rồi nè mọi người. Đó, cưng chưa? Ở nhà mà có vài cây này thì cưng xỉu luôn á, cho nó nhóc trái luôn kìa. Mùa này thì trong này nó ít trái, mà tập trung bên ngoài nhiều lắm. Đó, mọi người thấy không? Đó, bên ngoài mấy cái bịch trắng trắng đó, mình là mình bịch lại. Đó. 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 Bịch lại để cho ta thấy mình cũng có cái bảo vệ, lỡ ai muốn muốn ăn thì thấy cũng ngại ngại. Tại vì thật ra xoài Thái này thì nó rẻ tiền thôi mọi người. Trọng thấy ngoài đường nó bán có 15 16 ngàn ký gì đó à. 2 ký 25 nữa. Trái cả ký luôn. Nhưng mà tại mọi người biết rồi, mình không phải là nhà vườn, mình không phải là nhân nhà vườn nên mình có một cái cây mà nó có cái trái vậy á, cưng lắm. Trọng đúng ra là này là xoài Thái nè, cái này là chấm muối ớt đồ ăn ngon lắm nè. Mà thật sự với mọi người là từ hồi nó có trái tới giờ nè là Trọng chưa có ăn. À, có một hôm nó có một cái trái nó rụng nha, Trọng mới mua cái cây muối ớt rồi Trọng ăn thử miếng, nó hơi chua chua, nó chưa ngọt. Chứ Trọng chưa có thò tay bẻ trên cây luôn á. Mình cưng. Nữa cũng cho người ta hết thôi nhưng mà cưng lắm. Kia chắc địa ý quá. Đi đâu vậy Lucky? Biết ngay mà. Ngày mà đi ra đó là có vấn đề. À, gồng mình nè. À, thấy chưa? Còn chưa? Vừa hiền mà vừa dễ thương nữa. To xác. Chạy vô. À. Vô nhà. Mê đồ chơi lắm, mê đồ chơi nít. Rồi.
chỗ nào ói chút hết. Đúng. Chiều thì đi ra ngoài nè, nó mát rồi á, là người ta phải đi tới đi lui, biết chưa? Để ngồi ăn cơm cho nó ngon. Gần ăn cơm rồi. Cái khế này là trái quanh năm, mà có ăn uống gì đâu. Đúng là cái trái nào mà không ăn thì nó mọc nhiều, rụng hết rồi chứ bữa đó nhiều lắm. Bữa đó nhiều trái chín kiểu này đó, chùm chùm luôn á. Hồi xưa Trọng mới về đây là cả cây khế này là nhìn thấy là hú hồn luôn, như là cái trà khô vậy đó, có vài cái nhánh mà không có lá vậy chứ. Cái ổi thì nó cũng vậy, nhỏ xíu là trái mà. Bịch lại là chứ đừng có sâu, mùa này sâu nhiều lắm. Đó, mọi người nhìn thấy không? Trái nhiều lắm. Rất là nhiều trái luôn. Nó trái này cũng ăn được mà có sâu. Ổi chua. Nè, giờ đi ra chơi đi. Ê, tỷ, làm gì đó? Tỷ, làm gì đó? Tính đến nhà đúng không? Tỷ nha, tính đến nhà đúng không? Ê, tỷ, anh dạy nghe không? Bữa nay mà tỷ mà cắn dưa leo trước mặt anh một cái đi, là anh xử dưa leo luôn, tỷ luôn, tỷ đấy. Không có được, tại sao vậy? Hả? Tỷ nha, anh đi theo sát luôn đây nè. Nhớ hôm không? Nhớ hôm anh bắp không? Cũng cái gì tật mà cắn nhau hay gì đó mà chạy da chạy thịt thấy không? Bây giờ em thích gì? Ừ. Đi vô trong. Đi chặt. Đi vô. Kỳ cục. Đó, vô hồ nước rồi đó, thấy chưa? Có mấy con mê nước lắm. Vô hồ nước chưa hả con? Mùa nắng á, thầy Trọng cũng xả cái hồ nước ra. Gì đó, cho mấy em nó chơi. Mấy ngày không, lông không rồi kìa. Ngày mai chắc phải xả nước bỏ rồi. Dạo này cũng tiết kiệm nên Trọng cũng không có xả liên tục. Tại nước này nó không có uống ăn gì, nó chỉ là tắm thôi. Bút kỳ nè với còn ấy khoái lắm, coca bụi lông, nó tắm dài hơn là nó có lông đó mọi người. Bây giờ phải chút xíu nữa là cách xả bỏ rồi cho nước khác vô. Ghê chưa? Đi gì đó lên lẩm chởm gì đó. Có nó là trời nắng mùa này nó cũng đỡ, mà cũng tốn nước nhiều lắm nha. Mỗi lần mấy khối nước đó. Ôi trời ơi trời. Mọi người nhìn nè. Chà, cái này là phải ngày mai phải lắp lại rồi. Nó bơi nè, nó bơi ngay chân cửa để nó đi qua bên đó nó chơi đó. Thấy không? Bơi chân cửa để nó đi qua bên đó nó chơi. Nhìn kìa. Đó, giờ nó bơi nè. Đó, không lắp lại là nó gãy ống nước, chết luôn. Dữ lắm, mấy con này dữ lắm mọi người ơi. Không phải là chuyện mà đơn giản như mấy ẻm đâu. Lây quay lại cái chỗ nào mà mình không để ý ha.
là nó cắn nó xé hết. Hôm ngày chồng còn chưa mua lại cái giường mới nữa đó. Nó cũng còn miếng nó nằm được, kệ nó cho nó nằm mấy hôm nữa cho nó biết đó. Hồi sáng ăn sữa chua đó, chưa dọn rồi đó, chút trời mát thiệt sự rồi mới đầu mới lấy chổi ra hốt khúc gác rồi hốt phân của nó nữa đó, đó, khẩu trang khẩu chiếc đó giỡn dữ lắm. Rùa mà lần đầu tiên chắc thấy mấy ngỗng à. Trời 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 trời. Hai ông nhỏ này nha, vùng đất này là vùng đất nguy hiểm nha. Nó chứ cũng tội nghiệp cho con cua lắm quý vị. Mọi người biết cái chân của nó như cái hình càng cua đó. Thì thật ra là cái ở dưới lòng bàn chân của nó không có cái lớp màng. Nó không có cái lớp màng giống như là mấy em chó khác đâu. Mà nó là nó cái kiểu là cái nó co cái chân nó như ngón tay lại vậy nè. Thì cái lớp cái tiếp xúc đất của nó á, thật ra là nó cũng là bằng bằng da luôn, bằng da bằng thịt luôn. Bằng da bằng thịt mỏng luôn. Nên là bả đi á, bả đi trên này là bả cũng đau, chứ không phải là lúc nào bả cũng đi như người ta đâu. Là tại vì nó không có cái lớp màng dưới đâu, nó có tật mà, nên là cái nó co lại là cái lớp nó đi á, nó vẫn đi trên cái lớp da của nó luôn á, nên là nó đi trên đá trên đồ đó nó vẫn phải là bị đau. Bởi vì nó hay đứng bằng ba chân nó dở lên á, hoặc là nó lấy cái chân nó khều khều giống càng cua đó. Cũng tội cũng thương lắm chứ không phải là không đau không đớn gì đâu. Đây thay hàng thay lỗ rồi đó, thấy hàng thay lỗ rồi ha. Tỷ ơi, anh nói sao tỷ? Tỷ này chồng phải la nó nhiều lắm mọi người, la nó suốt à. Nó đợi đợi thấy chờ đứng gần ta kìa. Tỷ, anh nói sao? Anh đã nói rồi nha, em bữa đó là em bị cắn một lần rồi chứ không phải không bị cắn đâu. Thật ra thì tỷ không phải là nó làm vậy chứ không phải là nó không có bị thương đâu. Nó cắn người ta vậy chứ thật ra mấy con kia khi mà bị dồn cắn thì nó cũng quay lại nó cắn lại. Có khi chạy luôn á, mình còn thấy đau cho nó nữa. Mà cái tánh nó vẫn vậy, không la được. Mấy con kia còn có phản kháng chứ, nhầm khi chọn đưa mấy em này xuống nè là chọn phải giữ nữa. Khi nào mà là lên là phải dẫn lên, tại vì mình đâu có biết được cái bọn dưới này nó cắn lúc nào, nó cắn là đau nhỏ hay sao. Bây giờ này mọi người biết tại sao nó chạy lên chạy xuống không? Tại vì Vũ nó đã đóng cái cửa đó rồi, đã đóng cái cửa đó lại rồi, rồi nó đang chuẩn bị cơm bên trong đó, rồi nó cũng cứ mấy con nó cứ lính qua lính quýnh đó, mà đóng cái cửa lại rồi khi nào chia cơm xong Vũ nó mới mở cửa. Cơm này mấy đứa ơi, quá trời quá đất, chọn cơm bữa nay nó ngon rồi. Cơm kìa. Bắp ơi, vô đây nè con, đi đường này nè. Mở cửa vô đường này nè, không có vô đường đó. Đây nè, mở cửa đường này nè, vô ăn cơm bằng đường này nè. Coca ơi, Coca. Lucky ơi, ăn đường này nè con. Trời đất ơi, Vũ nó trộn cơm ngon quá hà. Coca. Ê. Trời. Khỏ vô cho nó quen nghe Vũ ơi. Lâu, cho nè. Ăn cơm gì lộn? Lộn con. Pepsi. Ơ. Coca, Pepsi. Trời ăn cơm này luôn. Lộn ơi. Ăn cơm nè con. Ăn thì không có cho mấy con nhỏ xuống được. Nhạc. Thôi nha.
ăn uống cho đàng hoàng lên. Lùn sao vô ăn cơm con. Ừ, cô ca vô ăn à? Anh tưởng mày đi chơi luôn chứ. Hai con ngoài đó kìa, hai con ngoài đó kỳ cục lắm. Dạy hoài không nghe. Còn bà Pepsi nữa nha, kêu Pepsi vô đóng cửa nghe. Chưa. Lùn sao con ăn cơm lùn? Nè không ăn cơm ăn tối anh không cho ngủ chung á nha. Anh cho đói luôn. Ok. Nhìn đói đi, nhìn đói à. Pepsi ăn cơm nè con. Ăn cơm đi, mừng tôi làm cái gì không biết à. Lúc nào mừng thì mừng, lúc nào ăn thì ăn. Đó, còn một thao bự chở nó ngoài đường. Lụng này đó nó nhịn đói luôn rồi. Không thèm ăn luôn. Ở đây thì mọi người thấy không? Cái này xây dựng cũng lâu rồi. Nhưng mà được có cái miếng lưới này nè. Dạo này thì cái nhà này là lại mát quá vậy. Này mọi người biết không? Tại vì cái cây này nè, hổm thì nó nóng lắm mấy nha. Giờ 3-4 tuần trước là bắt đầu nó nóng là tại cái cây này nè. Cái mùa khô á, nó rụng lá dữ lắm. Nó rụng hết trơn, cái cây bàng với cái cây bạch đàn nó rụng hết rồi. Nó rụng chuỗi lũi luôn, nắng kinh hoàng luôn á. Rồi bữa nay thì mấy cái đám mưa cái đầu cái cây bàng nó ra mát. Rất là mát luôn. Cái cây bàng nó ra một cái gọi là cái nhà này tự nhiên nó rất là mát. Nó cũng đỡ. Tối là nó ngủ một số ở đây. Một số nó sắp hàng ở đây nè. Còn một số em thì cứ nằm bẹp xuống đây. Thích. Mọi người thấy nè. Sạch sẽ. Được cái là mấy cái bé nhà này nó không có bao giờ mà ở trong cái nhà rộng thì có một cái được là nó không có cái mùi nước tiểu. Nó không có a đá gì ở trong này. Nó hoàn toàn là nó không có bao giờ mà đá gì ở trong này. Hoặc là gần ngoài trước không bao giờ có luôn. Nó ở bên kia, tuốt bên kia. Bởi vì nó cũng khôn, nó qua tuốt ngoài xa không à. Nên là cái khu này mình thấy nó không có cái mùi chó. Không có cái mùi gọi là nước tiểu, nước gì á, nó không có hôi. Vậy nó cũng đỡ. Nó cũng nhẹ nhàng, mình chỉ cần lấy cây chổi á là quét lông thôi. Còn lâu lâu á thì mới xịt nước, chứ không phải lúc nào cũng xịt nữa. Tại vì cái nhà nó sạch lắm. Trong cũng sau này thì chắc chắn là mình cũng phải trả mặt bằng, mình cũng phải dời đi. Thì lúc nào cũng hy vọng là sau này các em lúc nào cũng vậy, đừng có đá ở trong cái khu mà ở. Nhạc ơi, nhạc em rất là nhỏ. Em rất là nhỏ nghe nhạc. Mấy cái em nhỏ mà nó hung dữ thì cái trọng sợ lắm. Mình sợ là nó bị cắn. Tại vì là nó rất là nhỏ mà nó rất là láo mới sợ chứ. Giống như người ta nói là lùn mà lối đó. Nhỏ mà láo rồi đấy. Bắp ơi bắp. Bắp. Vô đi bắp. Đừng có ở ngoài đó bắp. Bắp ơi. Thằng bắp nó không nghe lời anh trọng luôn trời. Bắp. Vô trong này nè con. Kệ nó ngoài đó đi. Hai con nó kỳ cục lắm. Con đừng có ra ngoài đó. Ở trong này người ta ăn, người ta cong đuôi nữa này nè. Ăn nghĩa heo nè. Sắp hàng ta ăn ta này. Thấy không, còn ngoài đó nó gộn xăng không. Dưa hấu với con nó kỳ lắm. Nó không ăn chung với ai đâu. Không lại gần luôn nữa. Nó ngăn làm găng ra. Anh nói gọi nghe. Là tao đánh cho mỗi con sưng mông. Lúc kia xong rồi hả? Xong rồi đó. Bây giờ nó chấp nhận nó đi chơi chứ chút xíu đòi lên. Kỳ con này giờ nó mê hết trơn.
Thôi nha, anh gọi đây chơi đi. Anh giờ anh lên phải lên đi. Anh còn phải chuẩn bị đi tắm rửa đồ các thứ nữa. Chơi ngoan, chừng nào tối tối á thì mới chia anh lên. Con trên con dưới, sao? Con Lucky. Tính làm gì đó? Tính làm gì đó? Có dọc nước đi xuống hồ dọc, đi xuống dưới nhà dưới dọc nước, tại sao vậy? Thọt cái chân vô cái thao đó bơi. Vừa ướt cái sàn nhà mà vừa làm dơ nước người ta, hồi tao uống nước giò mày không à? Chuyên gia luôn á. Là xuống thọt cái chân vô đó rồi cứ móc bươi. Bươi gần hồi người ta uống cái nước chân của mày. Nha. Có cái hồ nước ở dưới đó, xuống dưới gì đó, dở ở dưới.